Ok, chúng ta sẽ tiếp tục với câu số 49 của chúng ta. Câu số 49 chúng ta sẽ có là chúng tôi lên máy bay lúc 10 giờ 30 Chúng ta sẽ dùng get on lên, đúng không ạ? Xuống người ta sẽ dùng get off. Máy bay cất cánh người ta sẽ dùng là take off, đúng không ạ? Cất cánh. Thế mà expect cộng với to verb nên chúng ta sẽ chọn được câu 51 là ý B. Câu số 52 căn cứ bằng enjoy, sau enjoy cộng verb in 52 là ý A. Câu số 53 của chúng ta sau hope cộng với to verb hy vọng làm gì? Vậy cô sẽ chọn được not to do. Câu số 54 căn cứ bằng decide sau decide cộng to verb cô sẽ chọn được ý B. Câu số 55 căn cứ bằng agree sau agree cộng to verb chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý B. Câu số 56 cũng tương tự như vậy agree cộng to verb chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý B. Câu số 57 deaf là điếc, đâm là câm. Điếc tức là không thể nghe thấy được đúng không ạ và câm là không thể nhỉ, không thể nói được. Vậy cô sẽ có cô cần một đáp án là không thể nghe thấy được và không thể nói được nên cô sẽ chọn được câu số 57 là ý D. Sang cô số 57 xin mời giới chuyển cô sang cô 58 này. Có một vụ đụng độ ô tô, vì vậy mà người bị thương thì được đưa vào bệnh viện. Cô cần một từ nghĩa là bị thương. Nên cô 58 cô sẽ chọn đáp án là ý A, injure. Cô số 59 căn cứ bằng rằng là người trẻ. Người trẻ là danh từ số nhiều, đúng không ạ? Giờ cộng tính từ tạo thành danh từ số nhiều mà. Thế cô sẽ có usually là trạng gian của thiệt tại đơn. Cô bỏ ý C, cô bỏ ý D. vậy cô chỉ còn A và B vì... Vì chủ ngữ cô là danh từ số nhiều, cô sẽ chọn đáp án là ý A, sáu 60 căn cứ bằng after, so after chia quá khứ hoàn thành. Mình để còn lại chia quá khứ đơn, cô chọn đáp án là ý C. Câu 61, forget có hai công thức nhưng sau don't forget chỉ có một công thức thôi, là don't forget cộng to verb, chúng ta chọn được ý B. Câu số 62 căn cứ bằng you, chúng ta sẽ có you to cộng verb nguyên dạng, ý D. Câu số 63 căn cứ bằng từ thing là đồ vật. Đồ vật chúng ta sẽ dùng rất, không dùng hô hôm, đúng không ạ? Thế này, Julia là một y tá, vì vậy cô ta chăm sóc người bị ốm, chúng ta dùng từ sick. Nếu này một cái người gì mà người không thể nhìn thấy được Chúng ta sẽ chọn ngay được từ blind là mù Ok Bây giờ xin bạn sẽ chuyển cho cô sang bài tập về chia động từ Bài tập chia động từ này của chúng ta có tổng cộng 55 câu nhá. Yeah. Cô sẽ có lại với câu số 1 của chúng ta Chị... Xem lẫn cả cấu trúc Sau đi sai cộng tu vấp Quyết định làm gì chúng ta sẽ chọn được là to buy Câu số 2 căn cứ bằng usually trạng gian của từ hiện tại đơn với chủ ngữ là he Go thêm s Câu thứ 3 căn cứ bằng yesterday come đổi thành came Câu số 4 cả bà tôi và bác tôi đều là giáo viên chỉ nghề nghiệp, hai người dùng số nhiều. À. Thế mẹ tôi đến bưu điện vào giờ ăn trưa nhưng họ đã bán hết vé. Vậy họ bán vé trước khi tôi đến cơ, bán xong rồi tôi mới đến đúng không ạ? Vậy cô sẽ chia là quá khứ hoàn thành, diễn tả một hành động xảy ra xong trước một hành động khác trong quá khứ. hết so. Tiếp theo này, chúng ta sẽ có câu số 6 của chúng ta căn cứ bằng today ago quá khứ. Cô sẽ có meet đổi thành met. Hành động đằng sau của cô for year bình thường for là hiện tại hoàn thành, nhưng đằng trước của cô là quá khứ đằng sau nó phải lùi một thì, thành quá khứ hoàn thành là had been Câu số 7 căn cứ bằng agree, sau agree cộng to verb chúng ta sẽ chia được là to buy. Câu số 8 căn cứ bằng decide, sau decide cộng to verb chúng ta sẽ chia được là to run. Câu số 9 căn cứ bằng expect, sau expect cộng to verb chúng ta chia được là to study, mong đợi làm gì đúng không ạ? Câu số 10 chúng ta sẽ căn cứ bằng avoid, sau avoid cộng verb in. Tránh làm gì chúng ta chia được making. Sau don't forget cộng to verb chúng ta sẽ chia được là to post. Sau avoid cộng verb in chúng ta sẽ chia được câu đấy là borrowing. Đúng không ạ? Câu số 13 căn cứ bằng decide. Sau decide cộng to verb chúng ta chia được câu đấy là to take. Tiếp theo cô sẽ có câu số 14 của chúng ta. 14 chúng ta sẽ căn cứ bằng enjoy. Sau enjoy cộng verb in. Câu đấy chúng ta sẽ chia được listening. Câu 15 căn cứ bằng hope. Sau hope cộng to verb chúng ta sẽ chia được câu đấy là to find. Câu số 16 cứ có don't forget chúng ta cộng to verb sẽ là to post. Câu số 17 chúng ta sẽ căn cứ bằng one sau one cộng to verb chúng ta sẽ chia được câu đấy là to improve. Câu 18 căn cứ bằng enjoy sau enjoy cộng verb in chúng ta sẽ chia được câu đấy là working. Yeah, câu số 19 chúng ta sẽ căn cứ bằng hope sau hope cộng to verb. Hy vọng làm gì? Rất là dễ đúng không ạ? Chia được to become. You đi với to, used to diễn tả thói quen trong quá khứ, used to talk. Sau don't forget cộng to verb lặp lại rất là nhiều lần Cô nghĩ là các bạn sẽ nhớ được To wait Avoid cộng verb in Answer đổi thành answering Chờ, Sau enjoy cộng verb in Listen đổi thành listening Sau enjoy cộng verb in Derive đổi thành driving. Sau enjoy cộng verb in tiếp Meet đổi thành meeting Chờ, Sau hope cộng to verb Vậy nó sẽ là to see Rất là đơn giản phải không ạ Câu số 26 chúng ta có cấu trúc to be used to thì phải cộng verb in Nên cô sẽ chọn đáp án là ý B To be used to cộng verb in diễn tả thói quen ở hiện tại Còn used to cộng verb nguyên dạng diễn tả thói quen trong quá khứ nhé Câu 27 cô có enjoy cộng verb in thích làm gì ý B Câu 28 căn cứ bằng xin trước xin triện tại hoàn thành sau xin chia quá khứ đơn Vậy câu đấy cô sẽ chia được là has taught Sau chia quá khứ đơn nó sẽ là graduated Đúng không ạ? Câu số 29 có từ every night trạng gian của thì hiện tại đơn, phủ định chúng ta phải mượn trợ ông từ. Vậy nó sẽ là doesn't. Tại sao doesn't vì my father là số so ít. doesn't watch. Câu số 30 có up to now trạng gian của hiện tại hoàn thành vậy cô sẽ chia được là has given. Tại sao là has a the teacher là số so ít. Câu này của chúng ta vừa căn cứ bằng often vừa căn cứ bằng ago, cách đây rất lâu em trai thường hay khóc. Thường hay khóc là của ngày xưa nên chúng ta sẽ chia cried. Câu số 33 có after, trước after chia quá khứ đơn, vậy cô sẽ chia được be đổi thành were. Sau chia quá khứ đơn thành là had died. Câu số 34 khi tôi còn là một đứa trẻ tôi muốn trở thành bác sĩ kể về một hồi ức chia quá khứ đơn. Were wanted. Ok, nếu như bạn nào mà vẫn chưa biết cách chia động từ như này thì các bạn có thể tìm lại cái video trong cái chương trình lấy gốc tiếng Anh của cô ấy. Cô có chia sẻ trên Facebook rồi, các bạn hãy học lại video bài bản về cái phần cô có một video hướng dẫn là chia bài bản từng thì một, các bạn theo dõi nhé. Tiếp theo cô sẽ chuyển cho cô sang câu số 35 của chúng ta này Đúng không ạ? Cô sẽ có câu số 35 của chúng ta Một vệ tinh nhân tạo được đưa vào vũ trụ Vậy cô sẽ có là vệ tinh nhân tạo được đưa vào vũ trụ Nhưng mà chẳng biết người ta đưa vào lúc nào Vậy chúng ta có một thì là dùng để diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ Nhưng không rõ thời gian Chỉ hiện tại thành Được đưa chứ không tự đưa Vậy nó sẽ là have been sent Tiếp này cô sẽ có cấu trúc Persuade somebody to verb Đồng ý làm gì à, Thuyết phục ai đó làm gì Vậy cô sẽ có là to agree Chờ, Mary đến từ London diễn tỏa xuất xứ nguồn gốc của cô ta chuyện tại đơn. Come S. Câu này của cô có trạng gian là chúng ta sẽ chia listen thêm ED. Câu số 39 có từ several times trạng gian của thì hiện tại hoàn thành. Vậy câu đấy của chúng ta sẽ là has asked. Chờ, câu 40 cô sẽ có từ seen trạng gian của hiện tại hoàn thành. Câu ấy sẽ là has painted. Câu 41 có từ for trạng gian của hiện tại hoàn thành. Vậy câu đấy của cô sẽ là haven't seen. Câu 42 có before, trước before chia quá khứ hoàn thành. Vậy nó sẽ là had done. Câu 43 có how long, how long là trạng gian của hiện tại hoàn thành. Vậy câu đấy sẽ là have you wait. Đúng không ạ? Câu 44 của cô có after. Trước after chia quá khứ đơn, thành lập câu hỏi mượn trọng từ did you do. Sau chia quá hoàn thành, chúng ta sẽ chia được câu đấy là had gone. Tiếp theo này, câu số 45 cô có often chia hiện tại đơn. Với chủ ngữ là he, số ít chúng ta thêm s. Đằng sau vẫn là he talk thêm s. Đúng chưa ạ? Câu 46 có Tomorrow, trạng gian của thì tương lai đơn. Cô sẽ chia được câu đấy sẽ là Won't come. Câu 47, có ai đó đã chặt tất cả các cây ở trong vườn. Chặt rồi nhưng không biết chặt lúc nào. Vậy chúng ta dùng hiện tại hoàn thành để diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ nhưng không rõ thời gian. Một ai đó chia số ít, cắt sự nguyên. Đúng ạ. Câu 48 có Xin là trạng gian của hiện tại hoàn thành. Vậy câu đấy chúng ta sẽ chia được là Has lived. Câu 49, một số con động vật không ăn trong suốt mùa đông sự thật hiển nhiên. Vậy cô sẽ chia được câu đấy là Don't eat. Câu số 50 có for trạng gian của hiện tại hoàn thành Tôi đã học tiếng Tôi đã học uh, hóa được 3 năm rồi sau đó tôi bỏ Vậy tôi đã bỏ rồi là quá khứ Nhưng mà tôi còn học trước khi tôi bỏ Vậy trước của quá khứ chúng ta phải chia quá khứ hoàn thành Has studied Câu số 51 của chúng ta Tôi cảm thấy rất khó chịu Tôi nghĩ là tôi sẽ bị ốm Đúng không? Tôi sẽ bị ốm nó có dấu hiệu trước Chúng ta dùng tương lai gần I'm going to be Thế này you thì phải đi với to và be Đúng không ạ Tiếp theo ấy cô sẽ có câu số 53 của chúng ta 53 cô sẽ có căn cứ bằng từ xin Đúng không ạ? Cô lại có từ road là con đường Con đường phải được xây bị động của hiện tại hoàn thành Chèn pin vào giữa Has been built Câu số 54 có yes là trạng gian của hiện tại hoàn thành Vậy câu đấy của chúng ta sẽ là heaven finished Ok Câu số 55 của chúng ta có này uh, you thì phải đi về to và believe giữ nguyên Đúng không ạ? Ok các bạn thân mến, vậy là cô Trang Anh đã chữa cho bạn là hết được phần bài tập số ba với bài tập đến được đến hết bài tập về phần chia động từ rồi xin mời các bạn sẽ chuyển sang phần video tiếp theo cô sẽ chữa bằng phần viết lại câu nhé